Hoa vỗ tay hả? Trời ơi, tức chị hết. Hoa vỗ tay. Không phải vỗ tay. Rồi, và bây giờ xin mời vì từ lúc con một phương mặt chắc là nổi trên TikTok quý vị ha, trên cộng đồng mạng ha. Đây giờ bây giờ đến chương buồn trong đình Trang Quyến ha. Các bạn thưởng thức qua tiếng hát của cô chú quý vị ơi. Bây giờ xin mời các chị viên trong một tràng pháo tay để đọc như rằng cô chú quý vị. Xin chào cô. Mà bây giờ xin mời tiếng hát chị Phấn. Chị Phấn ơi, mời chị Phấn. Rồi sao chị Phấn tiếng hát của những ba chuẩn bị nha. Đêm mưa nhớ mẹ. À vậy là tám cùng mình. Hello. Mình là đâu phải ca sĩ đâu, mình là loài sĩ. Lát mình lên giúp. Giúp để cả tháng luôn. Nó còn rắm giác còn bay dế lên. Nó chửi ta đó má. Con mới bỏ trứng đây nè. Có phải chất bị đuổi hả? Đuổi cái lò tao cầu nó đuổi. Thôi cầu đuổi. Hôm qua chất bác hát cái bài con quên này. Con đừng chưa em đi. Ờ. Bây giờ về bán vé số lại chứ thôi. Con đừng chưa em đi. Còn không bán chuối cũng được. Chuối này ngon ghê trời. Chuối đây bán sao hả chị? Hai chục nải. Hai chục nải hả chất? Mấy này ngon. Mua con nải đi. Mày giống nội tao quá. Rồi, mọi người thấy là đem cơm quá. Đem cơm xuống ăn luôn nè. Thấy không? Cũng nghĩ hôm nay đi xỉn rồi. Thôi chất ơi. Bây giờ chất làm lễ độc thân cho con đi chất. Bây giờ ngồi dưới đây nè. Vậy thôi bao không? Chị ở đây có nước gì vậy chị? Đó. Chắc ơi con thèm chú quá chắc ơi. Nãy nào cũng có 20 hết hả chị? 25 ngàn. Rồi lấy nãy 25 ngàn cho bà chất rồi tối nay bà để bà. Hả? Mua nãy tối nay làm gì chứ? Để trên tủ lạnh. Tối có đem vô phòng xài không? Không má. Thường thường chuối rồi con thấy người ta hay xài buổi tối lắm. Chất trời ơi chất. Trời ơi có cái nỗi chuối lạ ghê chứ. Nó dài thò rồi chứ. Chứ mua chú ngắn hay chú dài vậy? Chú nào tao cũng mua đó. Là lấy một ly
đi gì cũng được. Nào, giờ chức là buồn rồi, bảo buồn rồi. Thôi chức ơi, đừng khóc chức ơi, có gì đâu khóc. Đây sáng, này con. Sáng giờ rồi bị la hoài luôn. Nãy chuối này chuối kêu cái chuối gì? Mày cứ để đó, thằng Bảo nó lên dây với thằng Cừ à. Bảo Cừ hay con lên. Điện rồi, điện Bảo Thư rồi, điện hết rồi. Ừ, nói để đó đi rồi qua lấy. Con người đem tới nhà luôn mà kêu để đó đi. Mặt lộn, có chuyện thì thôi. Nay anh làm gì anh giận quá vậy? Sáng tới giờ không lấy được tiền, anh giận đỉ kia nó gọi. Gọi con đỉ lồn đó đó, đậu má nó đậu rồi đồi. Như một lồn nè. Thôi bây giờ nói chung là bây giờ mình bỏ anh đi, mình lấy anh khác đẹp trai hơn đi. Anh nói anh không biết chơi. Lấy anh nào anh biết chơi á. Suy nghĩ gì trời. Không có anh này mình kiếm anh khác. Vậy chứ nói chung là vì chất Hương Tướng Nguyễn lắm nha. Chất mua nãy chuối đó về tối xài đi. À nãy này ngon mày à. Chất mua con nãy hay gì? Nãy này nè. Con thấy trời ơi mày tệ dữ vậy sao ông Trần. Đó này khổ lắm chứ ơi. Chứ còn có vàng đeo con có phân vàng là chết liền luôn á. Trời ơi nó khổ độ vậy nè. Rồi giờ sao tính sao chuối con thích ăn lắm á. Nè cái này cũng ngon. Quan trọng là mua rồi được rồi đó. Nhưng mà tiền ai trả hôm qua. Mày trả. Hôm qua mày đi xô bông lên quá trời tính sao. Bông lên lùng què. Con đường xưa em đi Đức duy trì thế là em hết đi. Giờ ngõ đây buồn. Nó dọn con cho má nó ăn chưa. Má ăn dần lên đó. Ừ. Lồn mượn tiền ta trả liền đi. Đủ má mới để 4-5 ngày. Nó mua bia, mua đồ ăn, mua đồ bột ngọt trong nhà nó không tính. Cứ nói mình xài tiền lớn, tính. Đậu mẹ. Nãy rồi chồng có nói mà uống 2 chừng bia nhiêu. Giờ mua đồ lặt vặt trong nhà mày tương, nước mắm, nước đường, bột ngọt nhiêu. Đậu má mày nước gì chén nhiều. Đậu má nó không tính. Vợ chồng nhưng mà tính toán thì sao có hạnh phúc mình lâu được trời. Chất bỏ biết bao nhiêu tiền, chất mua đồ mua đạt cho ảnh là chất có tính đâu. Ảnh giờ chợ hôm nay nguyên ngày đâu đi chợ có ra tiền 200 rồi. Để bên kia mẹ mày. Bây giờ ảnh tính toán với chất hay gì? Lấy tóc tai coi. Cái này là thương ai nó lo hay sao chứ? Kêu nước rồi thương ai nó lo hay sao? Hay là chất bỏ. Trời ơi đủ má mày tiền đâu chị nội. Thôi đi. Nhưng mà tương ai nó lo hay là chất bao? Anh có kêu Thư với anh Quyền không? Có điện Thư. Hai thì chó đó khoái nó lắm. Nó cọc nó chạy với lát Bảo qua con lấy. Bảo nó hiện ta nè. Bây giờ làm vợ khổ như thế này nè. Chồng thì say xỉn nằm ở trên nhà. Vợ thì không dám lên. Ngồi dưới đây á, đợi chừng nào chồng hết xỉn á, bắt đầu mới lên. Làm vợ như chất rồi cũng thấy khổ, tội nghiệp chất ghê rồi. Giờ không biết làm sao, tối nay con mướn khách sạn nha chất, ngủ nha. Trời ơi, ông nội con về nhà con mấy hồi. Về biết đường không? Giấy hôm qua mày ghi á. Chất cái sao? Tối về đây thì mắc, bận... đi nó giá rẻ lắm, 40,000 chất về 60 quá má. Chất là vợ sao không có khuyên ảnh thế này kìa chất. Cái lồng què thì mẹ nó mệt. Chất để ảnh nhậu nhẹt so đỏ rồi vậy luôn hả trời. Qua anh kia ngủ nước đi trời, ngồi đây. Ôi, sao uống được. Ngồi đây thì chỗ người ta bán chuối mà. Bây giờ mà thầu nguyên quán chuối này hay gì. Ly này nhiêu rồi chị? 20,000. Ly kia cũng 20 hả chị? Bông đẹp vậy. Đám cưới ai vậy trời? Dạ sinh nhật. Ở
Ờ chết ơi, bây giờ con biết cách là làm cho ảnh đỡ buồn rồi. Mua bông tặng ảnh chứ. Ảnh thích bông lắm, ảnh không thích tiền nữa chứ. Mình mua bông gì mình tặng ảnh. Mua bia hả? Bia giờ cũng chê rồi. Hồi nãy ông Vinh ổng ổng rủ con ổng với Tuấn Nguyễn nhậu, ổng đâu dám nhậu đâu. Tao lộn. Thôi chứ về chứ coi, lên lấy quần áo về đi. Còn tiếc nuối lắm nè. Còn thương là vậy á. Đuổi con về luôn. Chừng nào lấy 7 chiếc mới về hay gì. Giờ lấy 3 chiếc còn 4 chiếc đúng không? Đó, người ta đi, đi tiệc á. Chó đẻ đợi, ta đuổi mấy kỳ luôn. Họ hát con đường trên đi lại coi. Bán ghi số lại coi. Ngày nhỏ đó biết nó chết rồi. Vậy hả? Ừ, tay gõ mỏ. Sáng hôm qua mà qua trễ rồi thấy đưa đi rồi thiêu mà sáng qua đây mấy giờ à? Ba sớm rồi. Tối nay ngủ đây hay sao? Ngủ đây. Trời không xỉn gì ngủ chứ không sợ hả? Không có làm gì xỉn đâu, ngủ mẹ. Tối không biết, không hiếp dâm chứ sợ không? Ông xỉn là ổng hay làm bậy, tối ông hiếp dâm luôn á. Có má. Nói chung hiếp dâm là sướng đúng không? Sướng luôn. Uống nước đem rồi, nói nhiều quá. Bây giờ nè, tôi hỏi chị kia tôi mới tin. Sao ổng ăn hết cơm đi? Cơm còn nè, cơm với măng cũng ngon lắm. Măng thôi à, cơm hết rồi. Măng ăn không nổi rồi. Đó bây giờ ngồi bù lăn bù lóc đây nè. Đợi khoảng tới 12 giờ mới dám lên. Lát lên giờ 12 giờ cái lộn. Ở vậy cho nó khỏe trời, có chồng gì. Có khỏe đâu trời, chồng giận cái đuổi chạy xuống đây. Bởi vậy tôi nói chất rồi, chất ham lái máy bay lắm. Lái lùng má mà ham. Chết quá. Rồi rồi uống nước mọi người, gẹo chất gì thôi à. Bả gẹo bả mới chửi hoài à. Chất ơi, lát hồi con đi ngang cái tiệm kia mua ren cho chất nha chất. Mua cái đồ bôi trơn á, cho tối xài. Có xài không? Xài con mua ra. Cho bạn xuống buồn rồi chạy cho tao bình tĩnh nữa. Thôi chất nước này bây giờ một là con bao chất, hai là chất, hai chất bao con là chất chọn đi. Mình bao tao chứ. Vậy bông sao hôm qua bà không chia? Chiếu lòng quẹ rồi, tiễn tâm. Hai ly nước nhiều anh trả tiền luôn nè. Chất ơi, con trả tiền nha chất. Móc tiền ra đi chất. Mày bao tao móc ra.